Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các quận sớm làm thủ tục đấu thầu việc lắp đặt camera, tối thiểu trong năm nay phải lắp đặt khoảng từ 15 đến 17.000 camera để phục vụ cho công tác điều hành thông minh. Hà Nội là một trong ba tỉnh thành phố đầu tiên của cả nước đi đầu triển khai tích hợp 14 dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì hoàn thiện hồ sơ đấu thầu thuê đường truyền máy chủ, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ ngay kinh phí đầu tư công nghệ thông tin trong tháng 2 năm 2020. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các quận sớm làm thủ tục đấu thầu việc lắp đặt camera, tối thiểu trong năm phải lắp đặt khoảng 15.000 đến 17.000 camera đồng thời tiếp tục hoàn thiện và thí điểm triển khai các kỳ ốt dịch vụ công ngay tại các tòa nhà chung cư